Thưa quý vị, sáng nay ngày 30 tháng 10 tại thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi diễn tập định kỳ xử lý tình huống an ninh trật tự trên địa bàn của thành phố nhằm giúp các lực lượng có thể thực hiện tốt phương án phối hợp xử lý khi có các tình huống xảy ra trong thực tế. Phóng viên Duy Linh đang có mặt tại buổi diễn tập sẽ thông tin chi tiết tới quý vị. Đây là diễn tập định kỳ của thành phố Hồ Chí Minh bao gồm diễn tập các tình huống đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn thành phố kết hợp với diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Ngoài lực lượng công an thành phố, buổi diễn tập còn có sự tham gia của các sở ban ngành. Trong thời gian qua ở khu vực diễn tập đã có các trang thiết bị, lực lượng, hệ thống băng rôn và hạn chế một số tuyến đường để phục vụ cho việc tập luyện. Mở đầu buổi diễn tập là màn trình diễn diễu hành các phương tiện đặc chủng, kỵ binh của công an thành phố và Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động cùng màn đồng diễn võ thuật với sự tham gia của hàng ngàn chiến sĩ, thể hiện năng lực quá trình tập luyện bền bỉ, sẵn sàng tham gia ứng chiến trong mọi tình huống. Từ ngày 28 tháng 9 đến nay, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Công an tổ chức huấn luyện liên tục để phục vụ công tác diễn tập đảm bảo an ninh trật tự. Bên cạnh các tình huống giả định để các lực lượng an ninh xử lý các tình huống an ninh trật tự thì trong buổi diễn tập còn thực hiện các tình huống phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ từ trên cao. Các tình huống giả định đều được chuẩn bị kỹ lưỡng với nhiều phương án giả định được đưa ra đòi hỏi các phương án xử lý nhanh, chính xác, có thể áp dụng trên thực tế. Đây là hoạt động cần thiết nhằm phát huy hiệu quả vai trò tham mưu phối hợp, hiệp đồng của lực lượng vũ trang và các sở ban ngành, đoàn thể trước những tình huống tương tự xảy ra.